Hiện tại là buffet của bọn em sẽ không có giới hạn thời gian, mình sẽ được ăn thoải mái ạ. Buffet 139 cành, không giới hạn thời gian, không VAT. Ta nói ăn thịt muốn ngập cái mặt luôn. Cái quán này có tên là Vua Nướng, nằm trong hẻm 36 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh. Giữ xe ngay trước quán hoàn toàn miễn phí và có người dắt xe cho mình luôn. Gửi xe xong thì tới quầy mua vé 139 ngày một người. Quán có chỗ ngồi ngoài trời, trong nhà với lại trên lầu thì có máy lạnh. Ta nói đi ăn buffet 139 mà các không gian nó sang dễ sợ. Có cả hệ thống hút khói nữa nha, và ghế thì có đệm luôn. Quầy buffet line mình thấy cũng khá là nhỏ, nhưng mà số lượng món so với giá thì nó không có hề ít đâu nha. Tôi đếm xương xương thì cũng phải hơn 30 loại: thịt bò, thịt heo, thịt gà, nằm heo, chân gà, đồ chiên, đồ xào. Còn đây là quầy gia vị với kim chi. Ai muốn ăn buffet lẩu thì bỏ thêm 39.000 nha. Buffet nước bình thường là 25.000, nếu mua chung combo với nướng thì là 155, và hiện tại buffet nước giá chỉ 1.000 đồng, với điều kiện là mấy bạn phải check in tại quán. Ủa vậy tính ra bây giờ chỉ tốn 140.000 cho cả ăn và uống. Rồi đây quay sơ sơ cho mọi người coi cái chỗ người ta để muỗng đũa, dụng cụ ăn uống nhìn rất là sạch sẽ luôn. Đa phần tôi thấy mấy cái chỗ buffet 139 đều nướng bằng chảo gang trên bếp ga. Ở bên đây xài bơ Tường An luôn.